Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Yên Bình khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái và đồng chí Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái. Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái khẳng định: cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Bình năm 2021 nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, năng lực làm tham mưu của các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện Yên Bình trong vận hành cơ chế lãnh đạo theo nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, khẳng định khả năng tổ chức hiệp đồng tác chiến, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến của các cấp, các ngành phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng an ninh mới. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái đề nghị các thành phần, các lực lượng tham gia diễn tập cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tổ chức diễn tập theo đúng phương châm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, thực hiện đầy đủ các nội dung và bảo đảm đúng đủ các thành phần theo quy định, đổi mới phương pháp diễn tập để đạt hiệu quả cao. Thông qua các nội dung của diễn tập, cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành của huyện cần bổ sung những nội dung mới, những nội dung cơ bản về nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo, điều hành địa phương thời chiến và trong phổ biến nhiệm vụ, giáo dục quốc phòng an ninh hiện nay. Đồng thời triển khai các nội dung diễn tập và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Bình với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong đó diễn tập cơ chế thực hiện qua 3 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng gồm 2 vấn đề huấn luyện là chuyển lực lượng vũ trang huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Vấn đề huấn luyện 2 là chuyển lực lượng vũ trang huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ với 2 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ gồm thực hành xử trí tình huống A và thực binh bắn chiến đấu. Thông tin chi tiết về cuộc diễn tập mời quý vị và các bạn theo dõi trong các chương trình thời sự sau. Hôm qua, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Yên Bái đã chỉ đạo phường Nam Cường tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ phường Nam Cường năm 2021 có đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang phường vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ. Phần thực binh, trung đội dân quân cơ động đánh địch tạm dừng, cơ động triển khai đội hình tiến công tại điểm cao 100, tạo điều kiện cho lực lượng dân quân tiến công tiêu diệt đánh địch chiếm vào địa bàn. Với phương châm toàn diện, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ phường Nam Cường năm 2021 đã hoàn thành mục đích yêu cầu đề ra, được Ban chỉ đạo thành phố Yên Bái đánh giá đạt loại giỏi. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nâng cao hoàn thiện trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng trong tác chiến, trình độ kỹ chiến thuật và khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, hoàn thành việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 28 tháng 7, Hội Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ có hơn 12.200 hội viên sinh hoạt tại 14 cơ sở hội. Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của hội và của địa phương, thực hiện thắng lợi 10 trên 10 chỉ tiêu. Hàng năm có trên 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có trên 98% hội viên nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, có trên 80% hội viên kinh doanh trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ,
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp đã chủ động đầu tư vốn, phát triển kinh tế theo tổ hợp tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó nâng cao mức thu nhập từ 70 đến 300 triệu đồng mỗi năm, với trên 1.000 hộ thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Sau một ngày làm việc tập trung với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung tham luận, đánh giá những kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thống nhất thực hiện 9 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu 22 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu các chức danh chủ chốt tại phiên họp thứ nhất. Bầu 16 đại biểu tham gia đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã biểu dương khen thưởng 29 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2021. Trong tháng 7 năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, đang diễn biến hết sức phức tạp, song kinh tế xã hội của huyện Mù Căng Chải tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực. Toàn huyện đã gieo cấy 1.830 hectare lúa đông xuân, năng suất đạt 51,1 tạ trên hectare, sản lượng đạt 9.351 tấn. Hoàn thành gieo cấy 4.570 hectare lúa vụ mùa, gieo trồng 4.200 hectare ngô xuân hè đạt năng suất 8,36 tạ trên hectare, sản lượng đạt 20,9 tấn, tổng đàn gia súc đạt 75.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 2.300 tấn. Duy trì 5 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, tiếp tục chỉ đạo duy trì và phát huy hiệu quả 2 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 7 tháng đạt 36,5 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 24,4 tỷ đồng, tổng thu ngân sách tháng 7 năm 2021 ước đạt 39 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng ước đạt 324,8 tỷ đồng, đạt 62,7% so với dự toán tỉnh và huyện giao. Công tác quản lý nhà nước với đất đai, khoáng sản, môi trường được tăng cường, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong thời gian tới, huyện Mù Căng Chải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện. Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa lũ, tập trung tiêm phòng dịch trên đàn gia súc gia cầm và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình trên địa bàn. Vừa qua, tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua nghị quyết số 58 về việc kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết số 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm 2021-2022. Theo đó, mức thu học phí năm học 2021-2022 sẽ bằng mức thu học phí năm 2020-2021. Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập gồm mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập theo chương trình đại trà. Mức thu học phí đối với giáo dục hướng nghiệp nghề phổ thông tại trường công lập theo chương trình đại trà. Học phí tùy theo vùng, tùy theo cấp học được quy định khác nhau. Các trường mầm non, phổ thông công lập thực hiện chương trình chất lượng cao. Các trường được giao tự chủ một phần chi thường xuyên, được chủ động xây dựng mức đóng học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo. Mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học gồm mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà, cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh quản lý, chưa tự đảm bảo kinh phí thường xuyên và chi đầu tư. Học phí đối với các chương trình đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo kỹ năng được các cơ sở giáo dục chủ động tính toán và quy định mức thu theo sự đồng thuận giữa người học và cơ sở giáo dục, đảm bảo công khai minh bạch. Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế quản lý, sử dụng học phí và các nội dung khác theo quy định hiện hành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 7 năm 2021. Trung tâm Y tế huyện Yên Bình vừa phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung nặng gần 1 kg cho một bệnh nhân ở xã Vĩnh Kiền. Ngày 26 tháng 7, Trung tâm Y tế Yên Bình tiếp một bệnh nhân 63 tuổi ở thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình vào viện với cơn đau vùng hạ vị, đi đại tiểu tiện khó khăn. Sau khi thăm khám, siêu âm, phát hiện bệnh nhân có u xơ tử cung lớn tồn tại trong cơ thể khá lâu.
xác định đây là ca mổ khó vì nếu không có kinh nghiệm trong khi phẫu thuật, có thể cắt vào mạch máu, nguy cơ mất máu cao, ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao, trang thiết bị y tế được đầu tư đầy đủ, hiện đại, cộng với sự hỗ trợ của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong quá trình phẫu thuật, khối u viêm dính vào bàng quang, đại tràng nên khó khăn cho việc gỡ dính, bóc tách và phải kéo dài ca mổ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, kíp mổ đã phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u nặng gần 1 kg cho bệnh nhân. Đến nay sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Đây là ca phẫu thuật khối u lớn, phức tạp đầu tiên được triển khai thành công ở tuyến huyện và cũng là một bước tiến mới về chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm Y tế Yên Bình trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, giúp giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 và Quyết định 23 nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư. Theo Quyết định 23, thì người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Vậy chính sách hỗ trợ đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như thế nào? Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, là thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, thì trên địa bàn được Ngân hàng Chính sách mình triển khai và rà soát các đối tượng được hưởng chính sách này ra sao? Chúng tôi đã tham mưu cho trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách tỉnh ban hành văn bản số 763 về việc thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chúng tôi cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tuyên truyền triển khai chính sách đến với người dân. Ngay sau khi có chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn đến 100% cán bộ, viên chức và người lao động trong chi nhánh về nội dung, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động. Tôi đã thực hiện niêm yết công khai về thông tin chính sách tín dụng hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động. Thưa ông, là điều kiện để các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh được vay vốn theo Quyết định 23 này cần những điều kiện gì và hạn mức vay tối thiểu và tối đa ra sao? Theo cái nghị quyết 68 và Quyết định 23 thì cái điều kiện để được vay vốn thì nó đơn giản hơn rất nhiều so với cái nghị quyết 42 và Quyết định 15 trước đây của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ. Thứ nhất thì theo cái nghị quyết 68 và Quyết định 23 thì có hai cái nhóm đối tượng mà được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động. Nhóm đối tượng thứ nhất đó là đối với khách hàng vay vốn để trả lương ngừng việc có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng trước liền kề cái thời điểm người lao động ngừng việc, và người lao động phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định của khoản 3 điều 99 của Bộ luật Lao động trong thời gian từ 1 tháng 5 năm 2021 đến hết 31 tháng 3 năm 2022. Điều kiện thứ hai đó là không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Nhóm đối tượng thứ hai là người sử dụng lao động vay vốn để trả lương việc cho người lao động khi mà phục hồi sản xuất kinh doanh. Thì tại nhóm này cũng chia làm hai cái nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng thứ nhất đó là đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Thì nó phải có 4 cái điều kiện như sau. Một là phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Điều kiện thứ hai là có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Điều kiện thứ ba là phải có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh
Thứ tư đó là không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Cái nhóm đối tượng thứ hai đó là đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để phục hồi sản xuất kinh doanh. Thì ở nhóm này cũng có 3 cái điều kiện để được vay vốn. Đó là có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Thứ hai là có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Thứ ba là không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thì cái mức cho vay đối với một lao động là bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại nghị định số 90 nhân với lại số tháng phải ngừng việc, và mức cho vay tối đa là 3 tháng trên một lao động. Trong quá trình triển khai chính sách này trên địa bàn thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh gặp những khó khăn gì thưa ông? Chúng tôi đã triển khai thực hiện rà soát được 254 doanh nghiệp trên địa bàn. Thì trong quá trình rà soát thì chúng tôi nhận thấy là có một số cái khó khăn. Thứ nhất là các cái đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trú, lĩnh vực vận tải, thì cái số lao động mà tham gia bảo hiểm xã hội buộc thì rất là ít. Và có đủ điều kiện vay vốn thì hiện nay là việc mà quyết toán thuế thì cũng chưa được xác nhận, cho nên cũng ảnh hưởng đến cái việc mà thực hiện tiến độ cho vay. Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Yên Bái. Khi tham gia bảo hiểm y tế, người dân sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí khám chữa bệnh nếu không may bị ốm đau, tai nạn. Những đối tượng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến gồm 5 nhóm sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc diện hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2, các đối tượng sau được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng khi đi khám đúng tuyến với các tỷ lệ sau. Tại bệnh viện tuyến trung ương 40% chi phí điều trị nội trú. Tại bệnh viện tuyến tỉnh 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước từ năm 2021. Tại bệnh viện tuyến huyện 100% chi phí khám chữa bệnh. 12 trường hợp khám chữa bệnh không được hưởng bảo hiểm y tế. Gồm các chi phí khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con, vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến, chuyên môn kỹ thuật đã được ngân sách nhà nước chi trả. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. Khám sức khỏe. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.
sử dụng chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa. Khám chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác. Giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.